Closure OR 24D. Đây là cái loại micro nó cho phép mình set được kênh luôn ha. Cắm đầu mic out từ cái này thì vô trong âm ly nha các bạn, hoặc là vô trong mixer. Hai cái anten tí nó sẽ xem hai anten. Còn đầu mic ra từng line một là đây, đầu B đầu A ha, của A nè, của B nè. Còn có cắm cái tổng này ra bên này xong, có cái volume chỉnh cho từng kênh nè. A volume chỉnh từng kênh A, B. Này là hai cái đường layout của từng kênh, này là layout tổng. Gắn hai cái anten đây. Đây từ đường điện vào ha. Có sách hướng dẫn sử dụng. Bằng tiếng Anh mà nói chung cũng dễ dùng lắm các bạn. Cái gì đó. Pin của nó là dùng pin tiểu ha. Pin tiểu, hai cục pin tiểu. Đây là các tần số của nó này. Micro. Micro của nó dùng khá ngon, cái nút bấm tắt mở ở đây. Mình chưa gắn pin cho nên là nó mình chỉ thấy ngoài vậy thôi. Có cái mã ở đây nè thấy. Hai cái micro ha. Các bạn nhìn ở đây có hai cái micro này. Cái âm thanh của UR24D rất là hay, nó dùng cho được cái âm thanh bên ngoài hội trường hát với nhau, còn karaoke rất là tuyệt vời. Adapter ha, nào mua cũng có cái jack 6 ly để các bạn cắm, nhưng bình thường dẫn âm thanh là nó có, nó cho luôn pin nè các bạn. Đây là cái anten, các bạn nhìn anten rất là đã, rất chuyên nghiệp đây. Mở ra các bạn coi. Anten nhìn rất hàm hố, rất là chắc. Và dòng UR24D này sử dụng cho sân khấu tương đối là trung bình khá, sân khấu tương đối tốt á. Âm thanh nó lại rất là hay, tiếng đẹp á. Cái này mình karaoke gia đình mà xài tới cái này là quá tuyệt vời.